Chị đó là Đỗ Thị Nhung, số điện thoại là 7699, chị ở Nông Cống, Thanh Hóa. Thì chị lấy của em bộ này thì là giá là 16.500.000 đồng, gồm những thiết bị như sau, đó là một chiếc vang chống hú chống zip DSP 8000, một chiếc nâng máy nâng tiếng EX 3000, một chiếc lọc 231, một chiếc mic UGX 10, một cục đẩy P7000S cộng với một đôi loa 712 các bác nhé. Thì bây giờ sẽ lên cấu hình và ghép nối cho chị. Đây. Rồi, okay. Xin mến chào tất cả các bác. Thì bây giờ em sẽ có một cái video hướng dẫn ghép nối. Đấy, thì rất là đơn giản thôi. Từ đầu nhạc đầu vào. Nhạc đầu vào từ TV hoặc là từ điện thoại thì chúng ta sẽ cắm vào kênh A hoặc kênh B các bác nhé. Đấy, rất là đơn giản thôi. Kênh A với kênh B. Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng những cái jack Canon như này. Đấy, thì lấy hai đầu ca lông. Đây, các bác có thể cắm vào đường nép và rai. Đây, nhìn rõ nép và rai ngay bên cạnh. Chúng ta có thể cắm vào đây. Đấy. Thì đầu ra nép và rai đây. Thì chúng ta sẽ cắm xuống input của lọc xì. Đây, input của lọc xì. Input của lọc xì các bác nhé. Cắm vào input của lọc xì. Thì tiếp tục output của lọc xì. Đây. Hai đường output của lọc xì. Thì chúng ta sẽ cắm xuống input của máy nâng tiếng. Input của máy nâng tiếng này. Input của nâng tiếng. Và đây cũng là input của nâng tiếng. Đây, input. Input của nâng tiếng. Đấy. Thì tiếp tục theo đó thì nó sẽ là output của nâng tiếng các bác nhé. Output của nâng tiếng đây, các bác có nhìn thấy lỗ out đây. Output của nâng tiếng thì chúng ta sẽ cắm xuống cục đẩy thôi. Cắm xuống hai cái đầu này dưới cục đẩy. Rất là đơn giản. Đấy. Thì đầu tiên em nhắc lại, nhạc đầu vào thì chúng ta sẽ cấp cho input của vang. Xong từ vang thì chúng ta sẽ có hai đường là nép vào rai, thì chúng ta sẽ cắm xuống đầu input của lọc xì.
input của lọc xì và output của lọc xì. Đây là hai đường này, thì chúng ta sẽ cắm xuống input đây, đường này và đường này. Đấy, và đường output của lọc xì thì chúng ta sẽ cắm output của nâng tiếng chúng ta sẽ cắm xuống input của cục đẩy. Và đấu loa thì rất là đơn giản thôi. Đấu loa thì chúng ta sẽ đấu vào hai cái cầu này, đỏ vào đỏ và trắng vào đen các bác nhé. Rất là đơn giản thôi. Thì trên cái chiếc mic này, trên chiếc mic không dây này thì chúng ta sẽ quan trọng nhất là cái anten, phần anten. Thì bác nên chuẩn bị chuẩn, đút chuẩn, đút vào và xoắn. Đấy, nó sẽ kêu. Đấy, nó sẽ kêu một cái rất là nhẹ nhàng và rất là chắc chắn luôn. Thì nhạc đầu ra thì chúng ta sẽ cắm mic ra thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Đấy, và cắm lên lỗ mic A. Lỗ mic 4 cũng được. Hoặc là cắm lên đằng trước. Đấy, cắm lên đằng trước lỗ mic 1 hoặc lỗ mic 2. Bây giờ em sẽ xoay lại và em hướng dẫn căn chỉnh cho bác. Ok, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn căn chỉnh các bác nhé. Thì như em nói thì mic 1 thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Em để lên mức 2 giờ của mic vôn này. Mic vôn 1. Đấy, còn đâu cắm mic vào đâu thì chúng ta sẽ chỉnh vôn của mic đấy. Đây còn đâu cái này thì có độ to nhỏ của mic này, độ to nhỏ của nhạc này. Đấy, còn đâu trên lọc xì thì bình thường nếu mà nghe nhạc thì các bác có thể tùy chỉnh, nó có thể cho bát check tăng lên cũng được. Đấy, hoặc là ấn jungle vào. Nhưng mà với cái cấu hình như này thì em không cần ấn vội, để phòng em nó không cần jungle. Đấy, thì trên lọc xì thì như vậy, khi hát thì chúng ta nên để cân bằng. Còn khi nghe nhạc thì chúng ta có thể căn cho bát lên một chút hoặc là check lên một chút. Còn đối với con nâng tiếng thì các bác chỉnh như này cho em. Chú ý chỉnh con nâng tiếng như thế này cho em. Các bác nhé. Đấy. Này thì rất là hợp lý luôn. Đấy, còn đâu trên cục đẩy thì chúng ta cứ để lên 10 12 giờ. Vậy là ok. Giờ em sẽ thử tiếng mic cho các bác nghe các bác nhé. Thử tiếng mic cho các bác nghe. Thử tiếng nhạc trước các bác nhé. Rất là hay đúng không các bác? Rất là hay. Thử luôn tiếng mic cho các bác nghe các bác nhé. Được. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Được. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Được. 2, 6. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếng vang nhại rất là hay các bác nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chỉ cần một đôi 712 như này là tiếng nó rất là hay rồi. Ghép với bộ này. Sao lòng nơi
ngừng rơi như trong đêm khuya, những bước chân qua đêm gợi niềm nhớ thương vô hạn. Về đường về đêm gió trăng sao, bước chân ai về từng thời gian ngừng trôi như quên đêm khuya, để gió xuân theo thùa thầm là bước áo vai gầy. Rồi ok, em thử giọng một chút thôi. Thì các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp bác nhé. Với một bộ cấu hình như thế này thì chất lượng âm thanh ra cực kỳ tốt các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Chào tất cả các bác.